Trong những tháng gần đây, tình hình chuyên môn của Arsenal đã cải thiện rõ rệt với tân huấn luyện viên Mikel Arteta, nhưng thực tế là đội bóng này vẫn chưa thể dứt điểm với những vấn đề hậu trường khác. Trong đó có khúc mắc liên quan đến Mesut Ozil, sự việc không quá tệ hại đến mức khó chấp nhận, mặc dù đã xuất hiện nhiều lời chỉ trích khi ban lãnh đạo Arsenal sa thải linh vật Gunnar Solskjaer sau 27 năm. Tuy nhiên, chính tiền vệ người Đức lại bất ngờ khiến thượng tầng đội bóng bẽ mặt khi quyết định trả lương cho Gunnar Solskjaer nhằm duy trì diện mạo cho câu lạc bộ mùa Covid-19. Chưa biết tương lai sẽ ra sao với Ozil và Arsenal, nhưng nhân dịp này, trên đường pitch xin được tiết lộ với quý vị và các bạn toàn bộ sự thật về mối quan hệ bị đổ vỡ giữa họ kể từ sự kiện lịch sử làm thay đổi cấu trúc lương thưởng tại Emirates. Nào hãy cùng bắt đầu với chúng mình nhé! Mesut Ozil là một bất ngờ lớn mà giáo sư Arsene Wenger đem đến cho người hâm mộ Arsenal vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng hè 2013, vì khi đó không mấy ai nghĩ đến sự thành công của thương vụ này và báo chí cũng không làm rầm rộ như những gì thường xảy ra với Man United. Việc chiêu mộ một trong những tiền vệ tấn công hay nhất châu Âu vào thời điểm đó, bên cạnh tiền đạo Alexis Sanchez sau World Cup 2014, chính là sự hy vọng cuối cùng của Wenger trước một danh hiệu Premier League cho Arsenal trước khi ông ra đi. Tuy thực tế chỉ cho thấy, đội bóng phía Bắc London một lần về đích ở vị trí thứ hai sau Leicester vào mùa giải 2015-2016, nhưng rõ ràng tầm ảnh hưởng của Ozil trong đội hình là điều dễ thấy. Do đó, khi bản hợp đồng đầu tiên giữa hai bên bước vào giai đoạn cuối ở mùa giải 2017-2018, ban lãnh đạo của Arsenal đã lên kế hoạch giữ chân ngôi sao gốc thổ. Nhưng khúc mắc bắt đầu xảy ra ở các cuộc đàm phán. Vấn đề lương thưởng xưa nay phía Bắc London vẫn giữ nguyên cấu trúc cũ, nghĩa là phía Arsenal muốn điều đó không phá vỡ, trong khi Ozil muốn sự đột phá về tiền bạc. Cuối cùng trời không chịu đất thì đất đành chịu trời, một bản hợp đồng mới được soạn thảo vào ngày cuối cùng của tháng Giêng năm 2018 với đãi ngộ lên tới 350.000 bảng một tuần, con số cao nhất lịch sử đội bóng mà mới đây đã bị Pierre-Emerick Aubameyang phá vỡ. Tuy nhiên, nước đi này có thể nói là sai lầm cho cả Arsenal và Ozil, vì kể từ đó, người ta không còn nhìn thấy một tiền vệ từng khuynh đảo La Liga, Champions League hay World Cup nữa, thay vào đó là một gã vật vờ trên sân cỏ và những điều này gắn liền với giai đoạn không mới vui vẻ với người thay thế Wenger, tân huấn luyện viên Unai Emery. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các sự kiện chính để hiểu được sự đổ vỡ của mối quan hệ giữa Arsenal và Ozil nhé. Ngày 23 tháng 5, Unai Emery ca ngợi Ozil ở buổi họp báo ra mắt Arsenal. Ông phát biểu, anh ấy là một trong những tài năng lớn nhất ở đây và tôi muốn những cầu thủ như vậy. Tôi muốn nói chuyện với họ ở một cấp độ tuyệt vời về việc tôi được truyền cảm hứng như thế nào khi ở Arsenal. Ngày 10 tháng 8, Emery coi Ozil là một trong số 5 đội trưởng. Ông chia sẻ, trong sự nghiệp huấn luyện, tôi muốn các nhà lãnh đạo trong đội hình, họ đại diện cho mọi người trong mọi thời điểm. Có thể có nhiều người làm được điều đó, nhưng ở đây tôi sẽ chỉ ra 5 cái tên đủ khả năng, đó là Mesut Ozil, Laurent Koscielny, Patrick, Granit Xhaka và Aaron Ramsey. Ngày 25 tháng 8, Emery phủ nhận mâu thuẫn với Ozil sau khi anh không xuất hiện ở trận derby London gặp West Ham. Ông nói, anh ấy đã nói chuyện với bác sĩ và tôi, chúng tôi quyết định không để Ozil ra sân hôm nay, nhưng anh ấy không được tập luyện vì bị ốm thôi. Hôm nay tôi đã nói với anh ấy rằng, cậu hãy đến nếu cảm thấy tốt hơn, tôi không có vấn đề gì với chàng trai này cả. Ngày 31 tháng 8, quay ngoắt 360 độ, Emery nói rằng Ozil cần thích nghi ở nhiều vị trí. Anh ấy tập luyện bình thường với cả đội, tôi thích để cầu thủ chơi ở các vị trí khác nhau trên sân, nó phụ thuộc vào từng trận đấu và cũng giống nhau đối với những người khác. Nhu cầu của chúng tôi rất lớn nhưng tôi muốn yêu cầu của mọi người cố gắng hơn. Ngày 7 tháng 10, Emery giải thích qua loa về sự vắng mặt của Ozil ở trận gặp Fulham. Hôm qua anh ấy đến sân tập với cơn đau và hoàn toàn không làm gì ở đó cả. Trước phát biểu này, chính Ozil đã đăng lên mạng xã hội dòng trạng thái ca ngợi cầu thủ trẻ của Arsenal sau chiến thắng ở Azerbaijan trước Karabakh và anh không hề có mặt trong trận derby London tại Craven Cottage. Ngày 21 tháng 10, Emery thừa nhận Ozil đang phải vật lộn để thích nghi sau sự kiện anh từ bỏ đội tuyển quốc gia Đức. Dã từ bóng đá quốc tế thật không dễ dàng. Khi các cầu thủ dừng việc này lại, nó có lẽ nó sẽ giúp cho họ tập trung nhiều hơn cho câu lạc bộ với sự tập luyện và cải thiện mọi thứ. Tất nhiên, điều đó có thể giúp cho Ozil tìm thấy sự tươi mới với chúng tôi nhanh hơn. Ngày 28 tháng 10, Ozil giận dữ ném găng tay khi bị thay ra ở trận hòa Crystal Palace. Anh bị thay ra ở phút 68 và anh đã không giữ nổi bình tĩnh. Cầu thủ sinh năm 1988 không thèm để ý tới ông thầy đang giang tay chào đón mình bên ngoài sân và ném đôi găng tay cho bực tức. Sau đó, Emery trả lời phỏng vấn rằng đó là chuyện bình thường. Ngày 2 tháng 12, Emery thậm chí không biết Ozil có chơi trận derby Bắc London hay không. Khi bị phóng viên hỏi nhiều lần về Ozil trong cuộc họp báo sau trận đấu giữa Arsenal và Tottenham, Emery nói rằng ông không biết. Sau đó khi bị hỏi tiếp về việc liệu Ozil có từng tham gia trận đấu tại Emirates hay không, Emery cũng nói rằng là ông không biết. Ngày 20 tháng 12, Emery nói thẳng Ozil không đủ tốt ở màn tái đấu Tottenham. Emery nói với Sky Sports sau quyết định loại Ozil khỏi đội hình. Đúng vậy, đó là vấn đề chiến thuật, chỉ có chiến thuật thôi.
ngày 29 tháng 5 năm 2019, Ozil chán nản khi bị thay ra ở trận chung kết Europa League. Sau khi phải rời sân ở phút 78, khi mà Arsenal gần như không còn cơ hội lật kèo Chelsea, Ozil đã tỏ thái độ không hài lòng và dùng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ để tỏ vẻ chán nản với huấn luyện viên Unai Emery. Tiền vệ người Đức không thèm nhìn mặt người thầy khi bước vào lên băng ghế dự bị và nói: "Tôi thề, họ không giống một huấn luyện viên tẹo nào." Sau sự kiện cuối cùng của mùa giải 2018-2019, Ozil vẫn cùng Arsenal tham dự mùa giải 2019-2020, nhưng dĩ nhiên chẳng mấy khi được ra sân, phần vì anh không còn được tin tưởng, phần vì cũng liên tiếp dính chấn thương và chiến sự tiếp tục nổ ra cụ thể như sau. Ngày 1 tháng 10 năm 2019, Ozil không có tên trong danh sách tham dự trận đấu với Man United. Giải thích về điều này, Emery nói bóng gió: "Tôi luôn suy nghĩ kỹ càng mỗi khi lựa chọn đội hình để quyết định những cầu thủ hay nhất sẽ ra và giúp đỡ câu lạc bộ. Khi tôi quyết định Ozil không có tên trong danh sách thi đấu, đó là bởi vì có ai đó khác xứng đáng hơn. Chủ nhật tới mọi chuyện sẽ vẫn như thế, 11 cái tên xuất sắc và phù hợp nhất sẽ ra sân trước đối thủ khó chơi Bournemouth." Emery chia sẻ: "Tôi rất công bằng với mọi cầu thủ và không có mâu thuẫn hay hiềm khích gì với Ozil cả. Tôi nói nhiều lần rồi, cậu ấy không được ra sân bởi vì chưa có phong độ tốt nhất. Nếu cậu ấy cho thấy những điều tích cực, cậu ấy sẽ được ra sân trở lại. Tôi không tự ý quyết định những vấn đề của Arsenal, tôi luôn có sự bàn bạc với ban lãnh đạo đội bóng. Quyết định không sử dụng Ozil không phải quyết định của cá nhân tôi. Tôi cảm thấy hài lòng khi nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo." Khoảng một tháng sau những phát biểu này đi kèm với chuỗi trận siêu tệ hại của Arsenal, Emery bị sa thải và Freddy Ljungberg bước lên nắm vai trò tạm quyền trước khi Mikel Arteta chính thức trở lại. Tuy thời gian đầu đã có sự chuyển biến tốt với Ozil khi anh được trở lại đội hình và lập tức tỏa sáng, điển hình là màn trình diễn trước một Man United phong độ cao cuối mùa vừa qua, nhưng kể từ mùa giải 2020-2021, buồn cũ soạn lại với việc Ozil tiếp tục mất tích cho đến sự kiện anh trả lương cho linh vật của Arsenal. Trên thực tế, cá nhân Arteta cũng đã nói về tương lai của Ozil như sau: "Tôi đã nói nhiều lần rồi, Ozil vẫn nằm trong kế hoạch của tôi của Arsenal. Nếu không có gì thay đổi, cậu ấy sẽ có tên trong danh sách thi đấu trước Fulham vào ngày mở màn của mùa giải. Sau một thời gian dài điều trị chấn thương, cậu ấy đã sẵn sàng để trở lại thi đấu. Nhưng anh cũng thừa biết rằng Ozil chưa hề ra sân một phút nào sau 7 trận đã qua, bao gồm 2 trận không quá quan trọng gặp Leicester và Liverpool. Vì lẽ đó, dù Arteta nói rằng ông có kế hoạch cho cầu thủ sinh năm 88, thì bây giờ người ta vẫn có quyền đặt ra câu hỏi về sự rạn nứt mối quan hệ giữa những nhân vật trong cuộc. Sau sự kiện qua mặt ban lãnh đạo kể trên, chẳng ai dám chắc liệu Ozil đã chơi trận cuối cùng cho Arsenal hay chưa."